Honda Civic 2025 được chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày bán ở Việt Nam vào tháng 10. Vào hồi đầu tháng 8 năm 2024 này, hãng Honda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Civic ở thị trường Thái Lan. Đến nay, giá bán của mẫu sedan hạng C này mới được công bố. Theo đó, Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 Turbo L Plus, E, HEV L Plus và E, HEV RS. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 1,039 đến 1,239 triệu baht, khoảng 763 đến 910 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan không hề rẻ. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam tăng giá so với mức 730 đến 870 triệu đồng của phiên bản cũ. Như thông tin đã đưa, Honda Civic 2025 đã được thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất, bao gồm lưới tản nhiệt, cản trước, vành la răng và đèn hậu cải tiến. Trong đó, lưới tản nhiệt và cản trước đều đi kèm mắt lưới tổ ong mới thay cho nan nằm ngang. Ngoài ra, cản trước còn có thiết kế góc cạnh hơn với viền bao quanh màu đen. Trên cản trước có thêm khe gió mới ở hai góc thay cho hốc đèn sương mù cũ. Trang bị của Honda Civic 2025 tại thị trường Thái Lan cũng có một số điểm mới. Trong đó, bản 1.5 Turbo L Plus tiêu chuẩn có thêm màn hình cảm ứng trung tâm với giao diện mới và các tính năng, dịch vụ Google tích hợp. Thêm vào đó là vành hợp kim 17 inch, màu xanh dương Canyon River Blue, 4 cổng USB Type-C, đèn trên tấm che nắng, cửa gió điều hòa phía sau và hàng ghế thứ hai gập 60-40. Với bản E, HEV L Plus, ngoài những thay đổi giống bản 1.5 Turbo L Plus, xe còn được trang bị 8 cảm biến và chế độ lái individual mới. Riêng bản E, HEV RS cao cấp nhất được trang bị vành 18 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và ghế bọc da với họa tiết Prime Smooth. Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan tiếp tục dùng hai loại động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe có lẫy chuyển số sau vô lăng cùng hai chế độ lái là E-Can và Normal. Thứ hai là hệ chuyển động Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 141 mã lực và mô men xoắn cực đại 182 Nm cùng hai motor điện. Một motor điện của xe đóng vai trò máy phát điện, trong khi motor còn lại chuyển động cho xe. Hai motor điện này đóng góp sức mạnh 184 mã lực cho xe. Honda Civic phiên bản Hybrid có công suất tổng cộng 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 315 Nm. Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm E-Can, Normal, Sport và Individual. Trước đó, hãng Honda cũng đã xác nhận kế hoạch ra mắt Civic mới ở thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Honda Civic 2025 ở Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm G, RS và E, HEV RS. Trong đó, E, HEV RS là phiên bản hybrid lần đầu tiên ra mắt thị trường nước ta.